không năm 50k. Ok ông ơi, ok ông nhá. 10 không đúng không? Nhận nhá, xâm nhá. Ok. 10 không phải 500k thôi. Kèo xương xương thôi anh em. 500k lớn lắm. Ok, quánh cái len tiếp nha. Quánh cái len tiếp nha mọi người. Hi hi. Đi mẹ nó cay tươi nhờ. Thôi hôn chủ tiêu ấy, mấy anh em FA lại buồn. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cái cả. Cái gì, lếu lều cái gì vớ vẩn. Con vợ này, lớn nhất anh mình, vợ đẹp con xinh hạnh phúc. Giàu quá để làm gì ấy hả, cảm ơn em nhá, hiểu nhá. Ok em. Tướng phu thê nữa còn gì nữa. Nhìn như hai giọt nước. Dạ. Thôi đừng đừng, cho vợ anh chơi game nó là một tai nạn mà chú ơi. Bỏ đây, bỏ đây. Ok, bắn gắn nha anh em. Ok, lên cái sốc điện nha. Mọi người cứ tích 4 stack vào lính nha mọi người nhá. Rồi mình ném vào người nó, mình quy đắp là mình có stun luôn. Lại tích lại nhá. 1 này. 2 này. Và... Ok, mình lên luôn anh em ơi, mình có stack rồi nha anh em. Chiêu đốt luôn nha mọi người. Mọi người cứ để ý này này, cứ để mình tích 4 stack vào lính ấy. Nhiều thằng nó không để ý cái sáng sáng ở tay con Kennen này đâu. Nên là mình có thể làm mấy pha bất ngờ được. Ok. Xương xương vậy thôi anh em. Hello anh em. Thôi ngủ lát rồi. Cái gì mà phổ lát lên đấy. Ok ok, từ từ. Cái con vợ này đang định sang anh này. Tương lai nhờ vợ cả, cuối đời nhờ vợ hai, hôm qua bót ảnh cho anh em xem nó còn gì nữa. Thằng danh con này. Ờ, 96 anh em ơi, 96 mọi người ơi. Chặt chứ chưa, bây giờ đi mua mẹc nó còn dễ hơn là kéo vợ lên thách đấu anh em ạ. Đó là điều không thể. Tôi bảo với anh em rồi, vợ tôi lên mạng dùng máy tính của tôi chỉ chơi mẹ mặc quần áo cho búp bê thì mọi người biết rồi đấy. Ok. Okay. Ok. Do vợ cả nhà anh em. Quá chuẩn luôn. Đúng rồi. Tương lai nhờ vợ cả. Cuối đời nhờ vợ hai. Ôi giời ơi, Ngọc ơi. Ngọc ơi, Ngọc đứng làm gì đấy Ngọc ơi? Chặn lính của anh. Mình đẩy vào mình dai con này nha anh em. Nhưng mà tình hình nó còn lát nhỉ. Nó còn lát nhỉ. Đấy. Ok anh em, được chưa? Upplay chưa? Tôi biết là nó sẽ phơi lát để nó né mà anh em. Nên là tôi từ tôi bắn cái stack trước để cho nó lát. Xong rồi tôi mình quy đắp. Mình công với lát nó. Chứ mình quả mình xài quy luôn là mình kiếm ra rồi. Ôi giời ơi, Olaf ơi, anh xin em, Olaf ơi. Mày xem stream anh mà, Olaf. Olaf. Thôi Olaf. Để có mẹ con chó Olaf này. Tao ban mày khỏi kênh bây giờ, đi về. Má cái con ốp la này. Bình thường anh hay nói xấu em mà. Không, nói xấu gì. Chưa bao giờ nói xấu vợ trên livestream bao giờ. Tôi tuyệt vời. Ờ tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em. Một quét. Cái gì vậy anh em ơi, cái gì vậy? Lúc nào mà chả khen vợ. Thì ai cũng bảo là Duy bình thường nói xấu vợ cả. Đó, đùa thế anh em này thì mẹ giết tôi đi. Anh Duy nói xấu chị bao nhiêu là nhiều rồi. Thái nồi ạ. Bây giờ là nó hùa nhau rồi. Anh bảo là nhà lại phải có lắm. Trời ơi, em mình nghe em nói thế chết thật. Anh còn chê chị béo quá. Mày Cảnh ơi, anh giết mày đến lời với đấy. Cảnh ơi, chê vợ anh béo lúc nào? Vãi nồi, béo lúc nào?
Ui, đi có tao béo luôn nào. Rồi. Mẹ hôm nay livestream ngày livestream đêm này anh em làm mày chết rồi. Thằng ảo. Ảo đi mẹ kênh em phải xóa đi thôi mọi người ơi. Ảo là như lợn thôi, không có béo. Má cái gì vậy trời ơi. Ôi, con mẹ này còn làm ngủ đè anh như con lợn này như nào đây à? À các em mình ơi. Vừa nói xấu vừa than ngủ, chê vợ không biết làm gì quậy. Đẹp con mẹ, hay thế nào? À, à, xì bà bê bê ơi. Anh Duy bảo là khuyên anh em đừng lấy vợ sớm là sai lầm. Không, không nói. Oh, hello bé. Không, anh em trêu thôi, anh em với nhau, anh em trêu nhau mà. Nó lấu tuyết em hiểu không? Nó lấu tương lai của mình đấy. Anh em con cá mình nghĩ sao đâu chàng ơi, chàng ơi em cầm 5 lít trong em đi cho khác được không? Không. Bây giờ 2 triệu thì em đi. Không, không có 2 triệu. Làm gì có 5 lít thì không. Đấy, chịu quá. À, thế thì em ngồi nghe đi. Thì có mẹ tắt mất 5 lít để lơi rồi đấy mấy con vợ ạ. Không thể nào mà em hiểu tại sao mà anh hay livestream nói xấu em. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Thôi, thôi nào Láp ơi. Wow, quỳ con luôn ạ. Quỳ con mẹ mất kèo 10 không rồi. Đến con chó lắm. Rồi, anh thì nó chỉ béo thề luôn. Tôi không hiểu tôi béo ở đâu luôn. Năm người tôi hết mẹ thịt rồi. Ôi trời hết rồi. Ông em chưa đi đâu. Thôi 2 lít nữa. Hết tiền rồi. Có chăn có lẻ. Có chăn có lẻ rồi gì. 5.000. Đây 50 nữa hết rồi. Chắc đi. Thôi đi. Thôi đi chỗ khác đi. Là mày. Anh mày hỏng thế à, đùa thế lũ luôn đi, ngáo thật đấy, ảo thật đấy. Đùa thế anh em donate bù đều, bù thiệt hại đi anh em. Vừa mất kèo lại còn vừa mất tiền thế mà giờ không chứ lại. Đứa mới hát vợ tuyệt vời nhất xong mất mẹ à 7 lít. Check điện thoại đi. Rồi anh Việt Anh, rồi anh Việt Anh vừa mua áo, vừa chuyển khoản mua áo lại donate tiếp. Em cảm ơn anh Việt Anh nhá.
Em cảm ơn Việt Anh nha, em cảm ơn anh. Thank you anh ạ. Ôi dồi ôi. Hôm qua thì donate 5 lít. Hôm nay mua áo rồi lại còn donate thêm 2 lít nữa. Đùa anh làm này em ngại quá. Ôi thề luôn ý, chưa lòi sống câu nào mà anh em, bây giờ anh em gán nữa quả. Ác lòi sống vợ này thì... Thật. Văn Sâm à, cảm ơn Văn Sâm nhé, cảm ơn Văn Sâm đã donate cho Duy Nam 20.000 nha. Là sao anh á, vừa bị vợ thiến mất 7 lít em ơi. Anh em chừa nhá, chừa nhá. Sao vợ chủ nhật có khi offline stream anh em ạ. Có khi lần sau vợ mà ở nhà chủ nhật là phải offline stream anh em ơi. Phải offline stream thôi. Đi ra khác nè. Đi mẹ cây tư nhờ. Hôm nay lãi làm sao được hả em ơi. Hôm nay là lỗ chắc rồi. Có cái buổi nào, có buổi live stream nào mà được đốt lên 7 lít đâu. Hôm nay là lỗ chắc rồi, hôm nay là mất hết rồi anh em. Thôi không sao anh em ạ. Coi như là của đi thanh người không đi vẻ thì off stream đánh nhấc người. Bố mày là tượng. Ấn nhầm, ấn nhầm, ấn nhầm. Ấn nhầm anh em. Đau hay sướng vui. Ok. Coi như người mua, coi như là vừa thị trường rơi mất 700.000 đi anh em. Cho nó nhẹ nhàng. Ok, game mới đi. Gg em. Ok, anh em thấy hay thì nhớ like và chia sẻ livestream của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều baby ơi. Ok. Thôi đi lấy, đi anh lấy. Anh bảo em béo đâu anh ấy, em không tin lời mấy anh em làm gì đâu. Đưa đây, chị lấy cốc nước lọc cô gái. Nhanh em. Lấy cốc nước mát nha. Nước lọc là không uống được đâu. Phải thế. Mất tiền mà anh em. Mất 7 lít mà mồm nó phải to. Nhanh em vợ ơi. Ai là chủ gia đình này, đúng không anh em? Nhà là phải có lóc. Có nhớ chưa?